Nắng nóng và những dấu hiệu cho thấy cần phải thay lốp ô tô ngay. Sau một thời gian sử dụng, lốp ô tô sẽ bị mòn, méo, nứt, phồng làm mất khả năng bám đường, giảm hiệu suất khi phanh và gây mất an toàn. Khi thấy những dấu hiệu dưới đây lái xe cần phải nhanh chóng khắc phục hoặc thay thế lốp ô tô để bảo đảm sự an toàn cho bản thân. Tay lái bị rung quá mức. Thông thường khi chạy xe, tài xế sẽ cảm nhận được độ rung của tay lái là chuyện bình thường đặc biệt với những đoạn đường kém chất lượng tuy nhiên với những người chạy xe kinh nghiệm cảm nhận độ rung của tay lái ô tô là điều quan trọng cần có vì vậy khi cảm thấy xe có độ rung bất thường nên xem xét có phải do lỗi của thiết bị giảm sốc hay là do bánh xe lắp không cân hoặc là đã đến lúc thay lốp xe mới thanh chỉ độ mòn của lốp ô tô bắt đầu xuất hiện hiện nay những chiếc lốp xe hiện đại đã được tích hợp thêm các thanh chỉ độ mòn của lốp những thanh này sẽ mòn dần theo quá trình đi đường, đường. Như vậy, khi nhìn thấy các thanh này một cách rõ ràng, có thể đây là lúc bạn nên thay thế lốp ô tô mới. Những chỗ phòng hoặc bong tróc trên thành lốp, đôi lúc bề mặt thành lốp lại là nơi đầu tiên bị hao mòn. Hậu quả của điều này đó là sự xuất hiện của những vết phòng hay bong tróc trên thành lốp. Những vết này có thể khiến xe bị nổ lốp đột ngột. Chính vì vậy, nếu bạn không thay thế lốp ngay khi phát hiện ra vết phồng hay tróc, nguy cơ bạn gặp những tai nạn giao thông nghiêm trọng là rất cao. Các vết nước xuất hiện, không phải tất cả các dấu hiệu đều xuất hiện ở bề mặt lốp, chúng còn tập trung trên thành lốp nữa. Do sự thay đổi áp suất, lốp xe có thể xuất hiện những vết nước nhỏ trên bề mặt thành lốp. Ngoài ra, trong quá trình vận hành, lốp xe có thể cọ vào các cảnh sắt ở đâu đó hoặc đá dăm nhọn văng lên, gây ra những vết cắt. Nếu như những vết này xuất hiện quá nhiều hoặc quá lớn, đây chính là lúc bạn không nên tiết rẻ chiếc lốp cũ và thay lốp mới càng sớm càng tốt. Chiều sâu của các rãnh trên lốp, để đảm bảo độ bám đường tốt nhất, bạn cần chắc chắn rằng các rãnh trên lốp xe cần phải có độ sâu từ 1,6mm trở lên. Nếu như thường xuyên di chuyển trên những con đường chân trượt hay đường ướt, tốt nhất chiều sâu của lốp phải gấp đôi con số trên. Để kiểm tra chiều sâu của lốp, bạn chỉ cần mua một chiếc thước nhựa mỏng rồi cắt bỏ hoặc trừ đi độ dài phần nhựa không có vạch đo ở hai đầu thước và cắm vào rãnh lốt.